Xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nóng 24 giờ được phát sóng đều đặn mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Long An. Thưa quý vị, mỗi khi mùa tựu trường đến thì các em học sinh lại háo hức cấp sách đến trường. Thế nhưng hành trình đi tìm con chữ của thầy cô giáo và các em vùng nông thôn còn lắm gian nan. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo chân phóng viên đến với huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, điểm đầu biên giới hẻo lánh và xã Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để thấu hiểu hơn về những khó khăn của thầy và trò. Quý vị hãy cùng đồng hành với Quang Huy và Mai Anh xuyên suốt chương trình ngày hôm nay quý vị nhé, để theo dõi những thông tin nóng nhất, mới nhất. Ngoài ra trong bản tin ngày hôm nay còn có những thông tin đáng chú ý sau đây. Những người bán bánh trung thu handmade có thể bị phạt tới 20 triệu đồng. Vì sao phà Đình Khao, tuyến huyết mạch giao thương hàng hóa hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre kẹt xe kéo dài? Công ty địa ốc Alibaba và câu chuyện treo nhầm biển, mặc nhầm áo. Thưa quý vị, hiện trên thị trường bán rất nhiều loại dép nhựa được nhiều người ưa chuộng vì chất lượng nhựa dẻo, đi êm chân, mẫu mã bắt mắt và đặc biệt là giá siêu rẻ. Tuy nhiên, không ít trường hợp khi mua dép về đi một thời gian đều phát hiện là có sự cố, dép bị rách, bung đế gây mẩn ngứa, lở loét chân. Và trong sáng nay, một khán giả của chương trình ở Long An sau khi mua đôi dép siêu rẻ bên lề đường về mang, chỉ sau 3 ngày thôi thì dép đã bị rách toạc và hai bàn chân bị lở loét nghiêm trọng. Quá bức xúc thì vị khán giả này đã gửi những hình ảnh về đường dây nóng của chương trình để phản ánh. Mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Vị khán giả hiện đang sống tại chợ Mỹ Hạnh Nam, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An. Đôi dép màu đỏ sọc trắng trông rất bắt mắt này được mua với giá chỉ 25.000 đồng bên lề đường ở ấp mới 2, Mỹ Hạnh Nam. Mang 3 ngày sau thì chân lở loét nghiêm trọng như quý vị đang thấy. Quan sát đôi dép bà khán giả cung cấp, chúng tôi nhận thấy đôi dép nhìn bề ngoài không có gì khác biệt với những đôi dép khác, thậm chí là nhìn bắt mắt không kém dép hàng hiệu mà nó đang giả thương hiệu. Thế nhưng thực chất nó có tẩm chất độc hại hay không? Chúng tôi nhường câu trả lời cho phía cơ quan chức năng. Thực chất, từ lâu nay, cơ quan chức năng đã kết luận trong hoa quả thực phẩm Trung Quốc đều có chất bảo quản phụ gia, thuốc bảo vệ thực vật vượt quá dư lượng cho phép hàng chục lần, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người tiêu dùng. Còn trong giày dép của Trung Quốc hiện nay cũng đang ở trong diện nghi vấn có hóa chất độc hại. Thế nhưng, nhiều người vì ham rẻ vẫn đua nhau mua về sử dụng bất chấp tác hại khôn lường. Mong rằng là sau clip phản ánh của vị khán giả vừa rồi sẽ là bài học cảnh báo cho tất cả mọi người. Hãy là người tiêu dùng thông thái, đừng ham rẻ mà tiền mất tật mang. Và xin được nhắc lại số điện thoại đường dây nóng của chúng tôi đó chính là 0971225053. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được những phản ánh nóng từ quý vị. Còn bây giờ sẽ là phần tin nóng của ngày hôm nay. Mỗi người con đất Việt, bánh trung thu là một loại bánh ẩm thực không thể thiếu trong mỗi dịp trông trăng rước đèn. Mùa trung thu năm nay, loại bánh trung thu do các cá nhân hộ kinh doanh nhỏ tự làm thủ công bằng tay trở nên đắt khách và nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dạ, chính xác là như vậy. Tuy nhiên, có một điều mà các cá nhân hộ kinh doanh nhỏ tự làm bánh phải cần lưu ý là theo quy định của pháp luật thì người bán bánh tự làm có thể bị phạt tiền. Nguyên do là vì sao? Mời quý vị sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Việc các loại bánh trung thu tự làm được rao bán tràn lan trên các kênh online đang dẫn đến nguy cơ chất lượng và nguồn gốc của sản phẩm rất khó kiểm soát do sản phẩm không đảm bảo các yếu tố về nhãn mác, công bố chất lượng theo đúng quy định của pháp luật. Việc rao bán các sản phẩm bánh trung thu trên mạng mà không thực hiện đăng ký, công bố tiêu chuẩn chất lượng và nhãn hàng hóa theo quy định có thể bị xử phạt theo Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Cụ thể, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 20, Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đối với hành vi không thực hiện thông báo, đăng tải, niêm yết bản tự công bố sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật có thể bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Phà Đình Khao vượt sông Cổ Chiên thuộc quốc lộ 57 là tuyến huyết mạch giao thương hàng hóa giữa hai tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre. Do nhu cầu vận tải và đi lại của nhân dân trong vùng tăng đáng kể nên xe ô tô bị ùn ứ hai đầu bến, nhất là vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Xe ô tô đậu nối đuôi thành hàng dài và chen kín giao lộ quốc lộ 57 và đường tỉnh 902. Kể từ khi được bổ sung các phà 200 tấn từ Cụm và Vàm Cống, tưởng chừng phà Đình Khao đã thoát cảnh kẹt xe kéo dài, khiến cho người dân vô cùng ám ảnh. Thế nhưng từ sáng ngày 10 tháng 9, phà Đình Khao lại kẹt xe kéo dài gần đến cầu Rạch Dừa. Nguyên nhân là vì sao? Mời quý vị và các bạn sẽ cùng theo dõi ghi nhận nóng của phóng viên chương trình.
Đây là những hình ảnh phóng viên chương trình đã ghi nhận vào lúc 15 giờ hôm qua. Hàng chục xe ô tô tải, ô tô khách xếp hàng dài trên quốc lộ 57 chờ xuống phà. Một số xe ô tô bất chấp pháp luật đã lấn làn dành cho xe máy để được đi trước, gây nên cảnh hỗn loạn giao thông tại khu vực này. Các xe máy phải chen chúc hoặc phải chạy lên vỉa hè mới qua được. Khi thấy phóng viên của chương trình ghi hình, một xe khách mang biển số tỉnh Bến Tre định lấn làn đã cho xe lùi lại xếp vào hàng. Cảnh sát giao thông cũng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và hạn chế các xe bất chấp pháp luật. Ông Nguyễn Hoàng Thông, bến trưởng phà Đình Khao cho biết nguyên nhân của vụ kẹt xe là do một chiếc phà 200 tấn bị hư. Một xà lan chưa rõ số hiệu lưu thông từ hướng sông Tiền rẽ vào kênh Long An, thuộc thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thì không may va vào trụ chống và đập dưới chân cầu Hồng Ngự chắn ngang con kênh Long An. Cùng với dòng nước đang lớn chảy xiết nên chiếc xà lan này có nguy cơ bị chìm. Công an thị xã Hồng Ngự đã điều động trạm điều tiết giao thông đường thủy khu vực cầu Hồng Ngự cùng với một chiếc xà lan khác đến hỗ trợ. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường mà phóng viên chương trình đã kịp thời ghi nhận. Cụ thể, khoảng 9 giờ 20 phút ngày 11 tháng 9, một chiếc xà lan chở hàng ngàn khối cát lưu thông hướng từ sông Tiền rẽ vào kênh Long An thuộc thị xã Hồng Ngự thì gặp sự cố. Do dòng nước chảy xiết nên xà lan đã va vào trụ chống va đập dưới chân cầu Hồng Ngự nằm chắn ngang con kênh Long An. Lực lượng cứu hộ đã có mặt kịp thời nhưng đến hơn 12 giờ trưa vẫn chưa thể giải cứu được xà lan. Người dân hiếu kỳ tập trung rất đông trên cầu Hồng Ngự và hai bờ kênh Long An để xem. Cảnh sát giao thông cũng có mặt để điều tiết giảm thông kịp thời. Để giải cứu xà lan, phương án tối ưu được công an thị xã Hồng Ngự và trạm điều tiết giao thông thủy khu vực cầu Hồng Ngự đưa ra là bơm bớt một phần cát sau đuôi xà lan nhằm giảm tải trọng để có thể lay động được chiếc xà lan kéo ra khỏi dòng nước lớn chảy xiết vào kênh Long An. Mới đây, Bộ Công an đã triệt phá một đường dây sản xuất ma túy khủng tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Đồng An Viên, trú tại thị trấn Đắc Hà, huyện Đắc Hà, do ông Trần Ngọc An, trú thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận làm chủ. Đáng nói, xưởng do ông Trần Ngọc An làm chủ nhưng lại được người Trung Quốc thuê để tập kết vật chất tiền ma túy, máy móc hóa nghiệm, dụng cụ tinh chiết chất ma túy phục vụ sản xuất ma túy. Hiện đã bắt 7 nghi can mang quốc tịch Trung Quốc. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm lít dung dịch ma túy tổng hợp, khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất và 20 tấn máy móc thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc sản xuất ma túy. Cuối tháng 6 năm 2019, sau hàng loạt vụ lùm xùm về các dự án ma xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, tập đoàn địa ốc Alibaba tiếp tục tấn công tới huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận với tên dự án Alibaba Thắng Hải New Time City và đã có nhiều cảnh báo về địa ốc Alibaba, nhưng nhiều địa phương vẫn cảm thấy choáng váng khi doanh nghiệp rất nhiều tai tiếng này xuất hiện trên địa bàn. Và mới đây nhất vào hôm qua, công ty này lại xuất hiện ngang nhiên tại địa chỉ khác của một công ty khác ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và vẫn ung dung treo khẩu hiệu cũ giúp khách hàng giàu lên cùng bất động sản. Nhưng mà anh vừa mới nói, nếu đây là địa chỉ của công ty khác thì có lý nào Alibaba đã treo nhầm biển, còn nhân viên của họ thì mặc nhầm áo đồng phục hay không? Thực ra sao? Sau đây là ghi nhận nóng của phóng viên chương trình. Bên dưới khẩu hiệu đó vẫn còn những lẵng hoa chúc mừng ngày khai trương. Tuy nhiên, trên giấy phép do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp, thì địa chỉ này là của chi nhánh công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 do bà Phạm Thị Ánh Hoan đứng đầu, chứ không phải là của công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Không chỉ có chuyện treo nhầm bảng hiệu trong ngày khai trương, mà dường như nhân viên của công ty ở địa chỉ này còn mặc nhầm áo. Khi làm việc với cơ quan chức năng vào ngày 9 tháng 9 năm 2019, người đàn ông này là đại diện của công ty 108, nhưng lại mặc áo có thêu dòng chữ địa ốc Alibaba. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân Tiến, ông Bùi Văn Âu cho biết, hiện phường đang lập biên bản vi phạm hành chính để gửi lên Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa. Việc xử phạt và áp dụng cưỡng chế ra sao là do thành phố Biên Hòa quyết định. Qua xác minh của Công an tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh có 29 dự án mà địa ốc Alibaba rao bán đất nền, trong đó huyện Long Thành có 27 dự án, hai dự án còn lại ở huyện Nhân Trạch và huyện Xuân Lộc. Qua xác minh hiện trạng của 29 dự án này, chủ yếu là đất nông nghiệp, và chính quyền Đồng Nai chưa bàn giao bất cứ một quyết định nào liên quan đến việc thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư, giao đất hay cho thuê đất để Alibaba thực hiện dự án bất động sản trên địa bàn. Hiện có hơn 60 khách hàng mua đất nền của các dự án địa ốc Alibaba rao bán. Trước đó, sau khi bị chính quyền xã Long Phước, huyện Long Thành, Đồng Nai tống đạt quyết định cưỡng chế công trình văn phòng diện tích 302.6m2 xây dựng trái phép trên đất trồng cây lâu năm trên địa bàn, Alibaba đã tự động tháo dỡ công trình này. Vấn đề ở đây là mình không có đề cập tới công ty địa ốc Alibaba. Ở đây vấn đề là mình đang nói đến cái công ty cổ phần đầu tư và phát triển 108. Vấn đề sử dụng biển hiệu của công ty
và chi nhánh công ty sử dụng biển hiệu lại là không đúng các quy định pháp luật, cụ thể là theo luật doanh nghiệp năm 2014 và nghị định 103 của chính phủ và nghị định 158 của chính phủ. Theo thông tin chúng tôi vừa cập nhật, sáng nay Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt hành chính chi nhánh công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 tại số 96B đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, số tiền 15 triệu đồng về hành vi treo biển hiệu không đúng quy định với giấy phép đăng ký kinh doanh khi đã treo biển hiệu liên quan đến công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Ngoài xử phạt hành chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa yêu cầu trong vòng 10 ngày công ty cổ phần địa ốc đầu tư và phát triển 108 phải tháo dỡ biển hiệu treo trái phép của công ty cổ phần địa ốc Alibaba. Nếu quá thời hạn trên, công ty không tháo dỡ thì chính quyền sẽ tiến hành cưỡng chế. Yêu nghề và quyết tâm gắn bó với nghề là tâm sự chung của các nhà giáo ở vùng sâu, vùng xa. Vượt qua những nhọc nhằn của điều kiện địa lý, thổ nhưỡng, khí hậu, họ vẫn bám trường, bám lớp, dạy chữ cho học sinh. Niềm vui đông đầy, nhưng nỗi niềm cũng không vơi. Những tâm sự về nghề đã phần nào nói lên tình yêu lớn lao của các thầy cô giáo. Là địa bàn cách trở, điều kiện học tập của các em nhỏ còn vô vàn khó khăn. Trường tiểu học Thường Phước 1A, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cũng không ngoại lệ. Ở đây có những lớp học đặc biệt và những người thầy cũng rất đặc biệt. Cùng theo chân phóng viên đến với điểm đầu biên giới hẻo lánh này để tìm hiểu về điều đặc biệt này quý vị nhé. Giáo viên phải trang bị kiến thức cho hai giáo án để cùng đứng hai bục giảng trong suốt một buổi học. Giải bàn bên phải, các em học môn toán. Giải bàn đối diện đang học tiếng Việt. Cứ thế mỗi ngày, thầy Phúc vẫn miệt mài truyền đạt kiến thức đến các em học sinh cấp tiểu học ở ấp Dòng Bàn, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Thật cố gắng và nỗ lực hết mình, nghĩa là mình dạy để làm sao để hai cái hướng ra để một em, ví dụ mình dạy ở môn ở lớp 4 thì môn này thì môn lớp 5 của môn khác để cho các em có sự tập trung hơn. Mình chuẩn bị theo giáo án đã được tập huấn và thích hợp ở cái phần dạy lồng ghép sao cho nó phù hợp. Đây cũng là công việc của ba giáo viên trường tiểu học Thường Phước 1A, điểm Dòng Bàn, phụ trách 5 lớp học với 45 em học sinh. Trong đó trường có 2 lớp ghép, gồm lớp 1 ghép với lớp 2, lớp 4 ghép với lớp 5, là những lớp có sĩ số học sinh thấp nhất huyện. Nhưng thật đáng mừng là năm học 2019-2020 này, điểm trường này có 100% số trẻ trong độ tuổi được đến trường. Con học lớp 4, con học chung với các anh chị lớp 5. Thầy dạy bảo con rất nhiệt tình, nên con tiếp thu rất nhiều. Trước đây, cụm dân cư ấp Dòng Bàn được xem là ấp đảo của xã Thường Phước 1. Vì mùa này bị lũ chia cắt hoàn toàn với trung tâm xã, các em học sinh phải vượt sông khoảng đường dài gần 5 km để đến trường. Hiện tại, nhờ được cấp trên đầu tư xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới kết nối cụm dân cư với trung tâm xã, nên việc lưu thông đỡ phần vất vả. Song cơ sở vật chất, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, nên việc huy động các em đến trường là nỗ lực rất lớn của tập thể các thầy cô giáo. Thì dạy lớp ghép này nó là đòi hỏi giáo viên phải có cái lòng yêu nghề, có cái năng lực về chuyên môn, cho nên là về phía phân công thì phòng chỉ đạo là trường phân công những giáo viên có tâm huyết, có năng lực chuyên môn để giảng dạy lớp ghép này. Cái thứ hai nữa, về phía giáo viên thì phòng cũng chỉ đạo ban giám hiệu trường thường xuyên kiểm tra, có cái hỗ trợ đối với những giáo viên này khi họ triển khai cái việc thực hiện lớp ghép. Một năm học nữa đã bắt đầu. Mỗi ngày vượt chặng đường gần 5 km tìm đến nơi vùng sâu này gieo chữ. Nhưng những người thầy nơi đây vẫn từng ngày vun đắp cho những mầm xanh bằng chính sự nhiệt huyết và tình cảm chân thành của mình. Những người thầy đặc biệt với hai bục giảng. Kính thưa quý vị, liên quan đến vụ việc một thầy tu ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đập vỡ kính ô tô mà chúng tôi đã thông tin đến quý vị, thì trong ngày hôm nay chúng tôi vừa nhận được một đoạn video clip được gửi về từ gia đình của nạn nhân. Điều đáng nói rằng là trong đoạn clip này lại chia sẻ những hình ảnh khác một vài điểm so với lời khai của thầy tu này trước đó. Và đây là một điều cũng khá đặc biệt và bất ngờ. Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi những hình ảnh mà chúng tôi vừa ghi nhận được. Như quý vị thấy, chiếc xe ô tô đang di chuyển với tốc độ chậm thì một người đàn ông áo trắng, tức là ông Lê Văn Thành, 31 tuổi, đang tu tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan ở thành phố Buôn Ma Thuột, chạy xe máy vào làn xe ô tô để vượt phương tiện phía trước nhưng không được. Cùng lúc này, theo phản xạ tự nhiên thì tài xế Nguyễn Quang Nhật có thắng gấp xe lại và bấm còi nhưng không bấm in nổi nhiều lần như lời khai của ông Thành. Vì bức xúc, ông Thành đã dừng xe rồi dùng gậy đập nhiều lần vào xe anh Nhật cùng với những lời mắng chửi rất thô tục.
Dựa trên clip camera hành trình của xe ghi lại, thì thêm một điểm khác với lời khai của ông Thành là chân của ông không bị đau như ông nói. Kính thưa quý vị, cộng đồng mạng hiện đang dậy sóng phẫn nộ trước vụ việc một bà mẹ trẻ xem thường mạng sống của chính mình và đặc biệt là đứa con của cô ta khi ngang nhiên làm xiếc kiểu đùa với tử thần trên đường. Không hiểu vì sao người mẹ này lại có hành động điên rồ là để con mình điều khiển xe chạy với tốc độ chóng mặt trên xa lộ Hà Nội, và nhiều người chứng kiến vụ việc này cũng đã không khỏi thót tim thưa quý vị. Như quý vị chứng kiến suốt đoạn đường dài người mẹ ngồi sau để con mình điều khiển xe máy phóng vun vút trên xa lộ Hà Nội như thế này. Theo người quay clip, anh đã chạy với tốc độ khá cao nhưng vẫn không thể đuổi theo kịp. Ngay sau khi xem đoạn clip, nhiều người đặt ra câu hỏi không hiểu vì sao người mẹ này lại làm như thế. Đây không những là điều gây nguy hiểm cho cả hai mẹ con mà còn cho cả những người lưu thông bên cạnh. Quả thật là một hành động đáng trách. Chương trình là một vụ việc hết sức kịch tính vừa xảy ra tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Một tên trộm đã lẻn vào khu trọ, trộm cắp tài sản. Đúng lúc này, một cô gái được cho là chủ phòng trọ trở về, tận mắt nhìn thấy hắn ta đang lục lọi đồ đạc trong phòng. Cô gái đã phản ứng như thế nào? Mời quý vị đến với camera ngay sau đây. Bị phát hiện, tên trộm rời khỏi phòng, định lên xe máy bỏ chạy. Không bỏ qua dễ dàng, cô gái nhất quyết đuổi theo, tên trộm vẫn kháng cự quyết liệt. Giằng co một lúc lâu, tên này rồ ga bỏ chạy, cô gái giật lại khiến cho cả hai cùng ngã ra đường. May mắn sau đó người dân xung quanh đổ ra bắt gọn tên trộm. Theo ý kiến từ chuyên gia tâm lý tội phạm, nếu phát hiện có trộm trong nhà, điều chúng ta cần làm là để đường lui cho bọn chúng, chứ không nên truy đuổi, bởi rất có thể vì muốn thoát thân, những tên trộm sẽ ra tay manh động nhẫn tâm, rủi ro thương vong rất cao. Chuyên mục camera nóng ngày hôm nay vừa ghi nhận vụ việc hết sức khó tin liên quan đến gương tặc. Trộm gương chiếu hậu xe ô tô nhưng lo sợ việc bị chủ nhà phát hiện, hắn ta đã nảy ra một sáng kiến, phải nói là hết sức táo bạo. Đó chính là gì? Ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Ghi nhận tại một căn nhà trên đường Lê Văn Chí, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thời điểm rạng sáng ngày 9 tháng 9, tên trộm dùng dây kẽm quấn nhiều vòng, cố tình khóa trái cửa căn nhà để nhốt chủ nhà bên trong. Sau đó hắn ta nhanh chóng bẻ hai kính chiếu hậu xe hơi trị giá hơn 10 triệu đồng, rất nhanh gọn và chuyên nghiệp, rồi tẩu thoát trong chớp mắt. Kính thưa quý vị, đến hẹn lại lên, hàng năm cứ đến ngày 12 tháng 8 âm lịch, giới sân khấu lại tề tựu dâng hương đến tổ nghiệp, ghi nhớ công ơn đóng góp của các tiền nhân đã khai sáng nghề hát. Đây là một trong những truyền thống quý báu của ngành sân khấu nhằm tri ân các bậc tiền hiền và là dịp nghệ sĩ hội ngộ. Không khí giỗ tổ rộn ràng như ngày Tết của giới nghệ sĩ sân khấu cả nước làm ai nấy đều ấm lòng. Chiều ngày 12 tháng 8 âm lịch tại nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B đã diễn ra lễ dân tổ ấm cúng với sự quay quần hội tụ của nhiều thế hệ diễn viên. Từ thế hệ của người thầy lớn như nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Ngọc, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đến lứa nghệ sĩ cứng nghề đang miệt mài gây dựng những vở diễn hay cho 5B như nghệ sĩ ưu tú Mỹ Uyên, Chánh Trực, Lê Vinh, Quý Bình và cả lớp nghệ sĩ mới đã có mặt dân hương cảm tạ tổ nghề sân khấu. Chúng ta sống với nghề và yêu nghề thì ngày hôm nay là ngày ông tổ thương mình bao nhiêu ngày qua, một năm trôi qua để mình có đất dụng võ, có một cái nơi để mình tâm huyết, có những cái may mắn nhất trong một cái cuộc sống mà mình có được niềm đam mê, tất cả mọi thứ. Thế thì có những người khác người ta muốn, ta không được, không có cái duyên đó. Và mình có cái duyên nghề thì mình phải tôn kính, suy nghĩ vậy. Và đó là một. Hai nữa là bây giờ Uyên là quản lý thì Uyên lại càng phải có trách nhiệm hơn. Uyên phải càng có trách nhiệm với tổ tiên hơn, tổ nghề hơn. Và luôn luôn mong rằng tất cả các chị em nghệ sĩ đều phải về với nhau, để phải ngồi với nhau để chúng ta ôn lại những kỷ niệm. Ngoài các nghệ sĩ, sự kiện còn thu hút rất đông những khán giả yêu mến bộ môn sân khấu đến chung vui và dân hương. Vì khán giả, mỗi khi mùa tựu trường đến thì các em học sinh lại háo hức cấp sách đến trường. Thế nhưng hành trình đi tìm con chữ của các em vùng nông thôn còn lắm gian nan. Và đây là hình ảnh của những em học sinh được người dân ở ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú và khóm Trà Niên, xã Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng gửi cho đường dây nóng của chúng tôi. Như quý vị đang nhìn thấy, con đường lộ mà các em đi học mỗi ngày có bề ngang chưa tới nửa mét và với những bộ đồng phục lấm lem như thế này của các em khiến cho chúng ta không khỏi chạnh lòng.
Con lộ có bề ngang chưa được nửa mét này là con đường duy nhất kết nối người dân trung ấp Cái Quanh, xã Tân Thạnh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Cũng là con đường duy nhất ngày hai buổi các em cấp sách đến trường. Tuyến đường dài hơn 3 km này, nhiều đoạn đã xuống cấp, tạo thành những đoạn sình lầy di chuyển qua lại khó khăn. Hơn nữa, do con đường quá chật hẹp, chỉ dù đủ một chiếc xe máy đi qua. Nếu muốn qua mặt nhau thì bắt buộc phải có một phương tiện nhường đường. Bà Lê Thị Tuyết, người dân ở ấp Cái Quanh không khỏi chầm lòng khi mỗi ngày chứng kiến các em té ngã vì con đường đến trường còn lắm gian nan. Cái đường này nè, bây giờ nó hẹp quá à, nó xuống cấp rồi, nó hẹp hoài quá rồi, cái số mà học sinh nó đi học nó bị té hoài à, rồi nhầm khi cái buổi học nó nghỉ, nó không có đi học được, mình mẩy nó ướt hết trơn rồi. Hơn chục năm qua, người dân ở ấp Cái Quanh mong mỏi có được một con đường tươm tất để hành trình đi tìm con chữ của các em trong ấp dễ dàng hơn. Cũng hư mới đổ 2 tháng mà giờ nó cũng hư chân rồi. Thì bà con cũng đá đồ cũng đem đổ đó, tính sẵn sửa lại cho mấy đứa cháu đi. Thì đổ chừng nửa tháng 10 bữa à, là phải đổ nữa rồi. Chạy không có được. Còn đây là những hình ảnh quen thuộc của người dân ở khu Trà Niên, xã Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu. Để đến với con chữ, các em phải vượt qua những con đường xa, băng qua nhiều kênh rạch. Điều đặn mỗi ngày hai buổi gắn bó với chiếc ghe bắp bên này. Ở những vùng nông thôn, khi đời sống người dân còn nhiều khó khăn, cha mẹ đều đi làm xa. Việc đến trường do các em tự lo liệu lấy. Phần lớn các em đi học cùng bạn bè trong lớp hoặc đồng trang lứa. Từ sáng sớm, các em học sinh đã chuẩn bị đến trường bằng chiếc ghe mỏng manh, đeo đuổi giấc mơ tìm con chữ của mình. Mùa khô nước trồng, ghe không tấp vào bờ thì các em phải lội sình. Mùa mưa đến thì khó khăn gấp bội. Dạ thường ngày em đi học bằng xuồng, tự đi, nhiều khi tự đi còn bị té nữa, và bỏ bữa học đó. Là người trực tiếp đưa trước các em hai buổi đến trường, anh Quỳnh Văn Võ nhìn những cảnh này không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng. Này thì nói chung là sông này thì nó bự, mà điều kiện rồi mấy đứa nó học sinh thì nó đi rất là khó, rồi không có cầu để qua. Bây giờ hiện tại là nước nó đầy, mình đi rất là dễ, mà nước nó sát thì là nước bên kia, là nếu mà xuồng bơi qua đây thì bên kia người ta đợi, nếu mà không có xuồng qua thì bên kia phải đợi, nếu có xuồng qua người ta mới bơi qua, còn không có thì cứ ngồi đợi, cũng như là mình như giữa cù lao vậy đó. Nhân dân ở đây thì rất là khó khăn về cái phương tiện đi lại, mà chủ yếu là đi bằng xuồng ghe. Rồi đặc biệt là các em học sinh nó đi học, có những hôm thì cháu đi lại có đứa nó té thì nó cũng ướt chầm nhạt hết trơn à. Đó. Thì nói chung là nhân dân ở đây cũng rất là bức xúc về cái chuyện mà đi lại nó rất là khó khăn như vậy. Theo như chia sẻ của ông Lê Quang Ánh, bí thư chi bộ khóm Trà Niên, cũng vì phương tiện đi lại khó khăn nên nhiều em phải bỏ học giữa chừng. Ê, nói chung là về phía chính quyền và nhân dân ở đây thì rất là mong là ở đây cũng nhờ các cái cấp lãnh đạo sao mà giúp cho các cháu với lại gia phụ huynh như đây được một cây cầu để cho các, thứ nhất đó, là để cho phục vụ cho các cháu, các em học sinh nó đi lại hàng ngày nó được học hành được tốt. Lúc có những khi mà đi gia đình mà có người già này, người lớn tuổi ốm đau hoặc là cái gì vào ban đêm thì rất là phức tạp. Một năm học mới là bắt đầu và hành trình đi tìm con chữ của các em cũng lắm gian nan. Hơn bao giờ hết, chính quyền và người dân nơi đây mong mỏi việc đi lại dễ dàng hơn. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quang Huy cũng xin phép được nhắc lại số điện thoại của chương trình, đó chính là 0971225053. Quý vị khán giả đừng quên gửi những phản ánh, những ý kiến hay những mô hình độc lạ, câu chuyện nhân văn giữa cuộc sống đời thường về với chương trình để bà con miền Tây của chúng ta sẽ cùng chia sẻ và cập nhật những thông tin nóng hổi này quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.